Xin chào mừng quý bà con cùng quý vị khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với bản tin giá sầu riêng được phát trên kênh Cuộc Sống Nhà Nông của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin mới nhất về giá sầu riêng hôm nay. Lần đầu đến với kênh, quý bà con và các bạn đừng quên cho kênh xin một like và một đăng ký. Chúc quý bà con và các bạn cùng quý vị làm việc thật nhiều niềm vui và hiệu quả và luôn ngập tràn tiếng cười trong cuộc sống. Xuất khẩu sầu riêng tăng mạnh trong tháng vừa qua nhưng giá lại đang có chỉ hướng giảm. Giá sầu riêng lao dốc kèm theo tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng quá nhanh chóng, khiến nhiều người bắt đầu lo ngại về viễn cảnh dư cung. Đồng thời, việc phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc cũng ẩn chứa nhiều những rủi ro. Xuất khẩu sầu riêng tăng mạnh trong tháng vừa qua nhưng giá lại đang có chiều hướng giảm. Theo đó, giá xuất khẩu bình quân sầu riêng của Việt Nam trong tháng 4 đã giảm trong tháng thứ hai liên tiếp so với tháng trước, với mức giảm 11,3% xuống còn 3.972 USD tấn. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này được nhận định là do nguồn cung tăng mạnh sau khi Việt Nam và Thái Lan cùng bước vào vụ thu hoạch. Thời gian qua, mạng lưới phân phối sầu riêng Việt Nam lan tỏa khắp nơi, giúp nhiều người tiếp cận được với sản phẩm độc đáo này. Nếu cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra chất lượng ổn định, chắc chắn kim ngạch xuất khẩu còn cao hơn nữa và có thể đuổi kịp Thái Lan. Một điểm thú vị khác là trong 4 tháng qua, Thái Lan cũng tăng nhập khẩu sầu riêng Việt Nam và trở thành khách mua hàng lớn thứ hai sau Trung Quốc. Cụ thể, Thái Lan đã nhập khẩu tới 22,5 triệu USD, tăng 82% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, Nhật Bản nhập khẩu 1,1 triệu USD. Giá sầu riêng miền Tây, sầu riêng ri 6 loại A 70.000 đến 73.000 đồng một ký, sầu riêng ri 6 loại B 55.000 đến 58.000 đồng một ký, sầu riêng ri 6 loại C 40.000 đến 42.000 đồng một ký, sầu riêng thái loại A 105.000 đến 109.000 đồng một ký, sầu riêng thái loại B 84.000 đến 89.000 đồng một ký và sầu riêng thái loại C 55.000 đến 57.000 đồng một ký. Chuồng bò loại A 65.000 đồng một ký, chuồng bò loại B 49.000 đồng một ký, chuồng bò loại C 35.000 đồng một ký, Muscadin loại A 110.000 đồng một ký, Muscadin loại B 82.000 đồng một ký, Muscadin loại C 65.000 đồng một ký, Mon thông loại A 100.000 đồng một ký, Mon thông loại B 85.000 đồng một ký và Mon thông loại C 65.000 đồng một ký. Giá sầu riêng miền Đông, sầu riêng ri 6 loại A 70.000 đến 72.000 đồng một ký, sầu riêng ri 6 loại B 54.000 đến 56.000 đồng một ký, sầu riêng ri 6 loại C 40.000 đến 42.000 đồng một ký, sầu riêng thái loại A 103.000 đến 105.000 đồng một ký, sầu riêng thái loại B 82.000 đến 85.000 đồng một ký và sầu riêng thái loại C 55.000 cho đến 56.000 đồng một ký. Chuồng bò loại A 62.000 đồng một ký, chuồng bò loại B 45.000 đồng một ký, chuồng bò loại C 35.000 đồng một ký, Muscadin loại A 110.000 đồng một ký, Muscadin loại B 82.000 đồng một ký và Muscadin loại C 65.000 đồng một ký, Mon thông loại A 100.000 đồng một ký, Mon thông loại B 80.000 đồng một ký và Mon thông loại C 62.000 đồng một ký. Giá sầu riêng Tây Nguyên, sầu riêng ri 6A 70.000 đến 72.000 đồng một ký, sầu riêng ri 6B 54.000 đến 56.000 đồng một ký, sầu riêng ri 6C 40.000 đến 42.000 đồng một ký, sầu riêng thái loại A 103.000 đến 105.000 đồng một ký, sầu riêng thái loại B 82.000 đến 85.000 đồng một ký và sầu riêng thái loại C 55.000 cho đến 56.000 đồng một ký. Giá sầu riêng xuất khẩu ri 6 loại A 145.000 đồng một ký từ 1,8 kg đến 5 kg, ri 6 loại B 130.000 đồng một ký từ 1,6 kg đến 5,5 kg, sầu riêng thái loại A 150.000 đồng một ký, sầu riêng thái loại B 132.000 đồng một ký, Mon thông loại A 130.000 đồng một ký từ 2 kg đến 5,5 kg, Mon thông loại B 120.000 đồng một ký từ 1,8 kg trở lên. Xin chân thành cảm ơn quý bà con và các bạn đã cùng lắng nghe bản tin được phát trên kênh Giá sầu riêng hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã chia sẻ thông tin cũng như lan tỏa đến tất cả mọi người. Xin hẹn gặp lại quý vị, quý bà con và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.